Tên tôi là Nguyễn Thị Phương Nhi, tôi 16 tuổi và tôi học ở trường phổ thông trung học Thăng Long, Hà Nội. Và đây là bộ phim quảng cáo của tôi. Hello, tôi tên là Hà Trung Hiếu, tôi 17 tuổi và học ở trường Kim Liên. Xin chào các bạn và xin mời các bạn hãy đến với PSA của tôi. Xin chào các bạn, tên tôi là Linh, tôi 16 tuổi, học trường Thăng Long và sau đây sẽ là PSA của tôi. Có rất nhiều điều buồn cười nó xảy ra với tôi, nhưng mà cái mà làm tôi thích nhất ấy, buồn cười nhất ấy là cái lúc mà mình xem lại cái footage ấy. Đấy, thế là cái footage của Linh. Đấy là bạn ấy có cái cảnh quay những cái bạn người mẫu. Đầu tiên, một bạn người mẫu hiện ra cực kỳ xinh nhá. Rồi bạn thứ hai cũng rất xinh, rất ổn. Thôi bỗng nhiên tự nhiên hình ảnh của tôi hiện lên và tôi thấy cực kỳ thất vọng. Đầu tóc thì bù xù, mặt mũi thì ngơ ngác và tay thì vung vung vẩy vẩy. Tại vì lúc đấy thì tôi nhớ trước đấy là Ryan có bảo tôi là đứng vào để xem cái khuôn hình nó như thế nào. Và lúc đấy là tôi nhớ là mọi người đã ngồi cười rũ cả ra. Nói chung là rất là buồn cười. Anh cái slide show như thế nào? Slide show là... Anh nhìn đúng không? Oh my... Bạn có thấy cây nói gì không? Đại dương chào đêm, một màu xanh ngát trong lòng.